phải vậy. Mẹ con mình xanh đỏ tím vàng. Rồi. Mẹ con mình hôm nay xanh đỏ gì ta? Rồi. Con ơi, con thích chân gà không? Dạ thích. Đây, mẹ cho con chân gà nè. Mẹ ơi, con không có ăn cay được. Có nào ăn cay hả? Trời, con yên tâm với mẹ đi. Tại vì sao hả? Chân gà của Bruno á, nó the chứ không cay hổn nào đâu. Dạ hả mẹ ơi, vậy có nào con the nhẹ nhẹ thôi. Con ăn cho mẹ giùm mẹ tương thơm đi. Tại vì cái mẹ không, mẹ đang không thấy cái vị chanh chua cay hết đây. Ơ gì hả? Vậy mẹ con không tương thơm đi mẹ. Đây. Rồi, tương thơm của con đây, con muốn ăn vị thôi ăn con mẹ con mình hôm nay cũng nền nã thi mỹ đi. Nên thôi mình ăn cái vị mà đã rút xương rồi. Ok nha, luôn ạ. À. Nhắm lên. Vậy là có cả rút xương, có cả không rút xương cho mọi người thích gặm, ok không? Ok. Ghim lên điêu vô mọi người nha. 5, 4, 3, 2, 1. Lên điêu. Lên rồi, 90k. Đây là bịch này nè. Combo 20 cái. Trời ơi, 90k. 20 cái, 90k. 20 cái, 90k. Mẹ ơi, sao mẹ có cái điêu này hồi dữ vậy? Mẹ chơm chỉ của chồng mẹ. Trời ơi. Là sao vậy mẹ? Rồi. Mẹ xin. Rồi, vậy là xin được điêu giá rất tốt cho mọi người nha. Đúng 20 rồi. Cây chỉ với 90k thôi và có thể chọn vị cho em ha. Dạ đúng rồi, có yes. Thể chọn là chanh chua cây hoặc là tương thơm. Hai cái bịch mà hai mẹ con đang cầm trên phiên live cho mọi người thấy đó là vị tương thơm nha. Bây giờ chắc là phải múc pan ăn thử. Nè mọi người coi nè, hai bên góc hai bên sẽ có những cái đường chấm chấm rắc các nhỏ nhỏ như thế này để mình có thể là dễ dàng mình xé ra. Rồi chính xác. Dễ dàng mình xé ra giùm em. Ok chưa? Ok. Thích ăn có xương có xương, thích ăn rút xương có rút xương luôn được không? Được luôn. Trời ơi dần dần sực mê ly. Là thơm quá nhưng mà vậy? Bị cái nào thường mọi người mua á, mọi người hay thắc mắc. Ôi trời ơi sao nhỉ? Mẹ ơi sao mẹ giống vào một bên vậy? Cái gì vậy bà nội? Mê ly. Người mua á, người ta hay thắc mắc là cái size bịch này nó giống nhau không? Tại vì hồi trước á mẹ từng mua, là em từng mua trên cửa nhà hàng nội địa cho mọi người ơi, là em mua là mỗi bịch như vậy có cái size khác nhau luôn. Đó, nhưng mà hôm nay em sẽ thử cho mọi người xem nè. Mê ly. Trời ơi nó ê hề quá, vị chanh chua cay nè. Vị tương thơm nè. Vị tương thơm nè. Combo như vậy mọi người mang về chỉ với giá là 90k thôi mà 120 cái nha. Rút xương có rút xương luôn. Và mix vị cũng có luôn ha. Thì tranh thủ mình chốt đơn. Nhanh chóng lên đơn liền tay giùm em. Bởi vì lên deal không có nhiều. Đây mê đây. Chưa? Thấy chưa? Mà em đảm bảo vậy khi mọi người nhận sản phẩm này về tay á, là chân nào cũng như chân nấy hết. Không có sự là kiểu em to em nhỏ nha. Rồi tuyệt vời. Tuyệt vời. Chân to nha mọi người. Nè một đó. Cái là to như vậy luôn nè và nhiều thịt nha. Đó, cái này là mình ăn với cơm được luôn. Và đã rút xương ra rồi, cho em miếng cơm chị ơi. Ăn với cơm được luôn, mà dụ như mình ăn vặt cũng ok nha. Nhưng mà chị ăn thấy sao? Hả? Ủa? Không ngờ ekip lẹ như thế. Không sao, cho chị, ok, cũng được. Chị, mẹ ơi, mẹ dặn gì tu đi. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh gì vậy? Cảm ơn anh, quốc anh, cảm ơn anh, quốc anh. Tiền ship đắt vậy hết. Chị ơi, tiền ship đang bị mắc thì mình đổi tài khoản giùm em nha. Đổi tài khoản giùm em, mỗi tài khoản mỗi tuần mình sẽ có một số lượng voucher nhất định đó. Hết voucher trở ship thì mình đổi tài khoản. Chính xác là em mua rồi ạ. Dạ em cảm ơn anh chị Nhân Phạm nhiều nha. Em sẽ phải được xác nhận đơn ưu tiên đơn sớm và đủ hàng cho mình nha. Rồi nói về vị tương thơm đi, chị ăn thấy sao? Cái vị á nó đậm đậm, nó nhẹ. Cái gì vậy bà nội? Nó không có bị gắt, nó không có bị mặn nha. Yes rồi. Nhưng mà vừa phải cái vị này, nếu như mà ăn không cũng được, mà ăn với cơm cũng ngon luôn. Đúng rồi. Với lại như cái gu của em nói với mọi người là em không ăn cay được thì đây cái vị này nó sẽ the nhẹ thôi chứ nó không có bị cay hổn hào ha. Trời ơi. Anh chị nào muốn mua 20 chiếc thì có deal và 40 chiếc cũng có deal luôn. 40 chiếc chỉ với 172k, 40 chiếc chân gà luôn mọi người nha. Chị hồi trước hay hỏi em là sao không có combo 5 hay 10 chiếc. Dạ thôi, 50 chiếc thiệt sự nha, không đủ. 50 chiếc em đã từng mua rồi, ăn không có đủ đâu. 20 chiếc ăn mà trong vòng chưa tới một tuần đã hết rồi mà. Nên sao hôm nay thấy combo 20 chiếc chân gà rút xương rồi mà có 90k, phải chốt lên liền tay kem. Còn nếu như mình thích cái dạng mà ăn mà nguyên chân mình gặm đó, 172k combo 40 chiếc có đủ hai vị cho chị lựa chọn nha. Đúng vậy, đúng vậy. Nhận về liền tay cho em nha, mà có xương. Ok không? Cái này okay, mình gặm kiểu như mình coi phim. Có đá banh nè mẹ. Trời ơi. Trời ơi, coi đá banh chậm 2 giờ sáng đã không mẹ ơi? Đã quá con. Khuya ơi. Hôm qua hai má con ngồi coi với nhau nha, 2 giờ sáng chỗ Tây Ban Nha với Pháp 10 điểm. Mẹ nhớ cái khúc đó là hai mẹ con mỗi người gặm cái chân gà, mẫu Pepsi nữa. Ta nói có mà Pepsi giỏ hàng đây nha mọi người. Cứ chốt đơn trong giỏ hàng ngày hôm nay nha ba mẹ ơi, tranh thủ mình. Chốt đơn. Rồi, anh chị hỏi em là ăn cái sản phẩm này có vị hóa học không, vị dầu mỡ không? Là cái tùy mà hồi xưa em từng ăn. Khi mà em hồi trước em ăn những hàng nội địa nha, một là em bị dầu gắt quá, hai là em bị ăn kiểu như là nó bị hóa học. Thì không biết là chị ăn chị thấy vị hôm nay sao? Sao mà chị vậy mẹ? Xin lỗi em nhập tôi lại nha. Con thấy hôm nay sao? Trời mẹ ngon quá trời luôn. Chứng cái không? Cái vị thơm thơm, cay cay, nhẹ nhàng nè. Ăn với cơm, tưởng tượng giờ mà bới tô cơm cái mình ngồi mình coi đá banh đã rồi luôn mẹ ơi. Uống miếng Pepsi nữa. Trời ơi mê ly. Quá đã. Nhưng mà cái combo này mọi người mang về chỉ với giá 172k cho 40 cây nha.
cho 40 túi nha. Cho 40 túi là mình có hai vị luôn, vừa có vị chanh chua cay, vừa có cho em là vị tương thơm. Còn nếu như mà thích giống với nhà em, giống như em với mẹ em là ăn cái vị mà rút xương sẵn rồi, mình chỉ cần ăn 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 thôi á, thì đây có luôn cho mình nha, combo 90k mang về 20 túi. Đó, 10 rưỡi ha, 10 điểm không? 10 điểm nha. Em mua về thấy hồi lắm, thấy chưa? Trời ơi, tính ra nhá, cái giá gốc là lên 100 mấy, 200 mấy cho 20 chân. Mà hôm nay có 90 chân à. Tính ra ăn nhá, xé ra cái là ăn liền luôn, không cần phải chế biến gì hơn. Đúng rồi mẹ. Thêm cái nữa là gì? Cái khẩu vị mà nêm nếm của nhà Gabuno là khẩu vị Việt Nam của mình. Nó sao? Nó the the nhẹ nhẹ trong cái khuôn hỏng của mình, không có cây hổn cái hào. Không nào có bị mở màng quá nữa nha ba mẹ ơi. Rồi, 40 chân có vị dạ, 40 chân có hai vị, 40 chân có hai vị. Dạ 40 chân sẽ là dòng có xương nha ba mẹ nha. Nha anh chị ơi, tự nhiên nói chuyện với mẹ cái quay qua cái ba mẹ luôn à. Đây giả vị chanh chua cay cùng với vị tương thơm nè. Ngày hôm nay có 172k mà 40 cây luôn, ok không? Ok. Nhanh chóng chốt đơn, thích ăn có xương chốt cho em cái combo 40 chiếc chân gà đi, vì giá tốt lắm, 172k trợ phí ship luôn. Còn nếu như là cái gu là giống hai mẹ con mình, ăn gút xương rồi đi cho nó lẹ, kiểu như làm biến cầm á. Dạ. Thì ăn cái này nó cũng ok luôn, cũng là combo 20 chân và chị được lựa chọn nha. Bấm cho em combo 20 chân, thêm một giỏ hàng sẽ có 3 mục cho anh chị lựa chọn. Một là vị chanh chua cay, hai là vị tương thơm và ba là mỗi phần mỗi cái vị là 10 cái. Anh chị nào hỏi em là hai cái vị này nè, cái vị nào ngon vị nào? Dạ không, vị nào nó cũng ngon đều hết thiệt sự luôn. Hỏi khó chọn quá, chọn cho em cả hai vị luôn đi. Vì sao ạ? Anh chị nào thích cái vị mà kiểu chanh chua xả tắc đó, chanh chua cay làm tới mê ly luôn á, tranh thủ bên chốt đó. Lưu ý giùm em, tại vì giá là giá tốt và đang có voucher trợ giá nên là số lượng có giới hạn nha. Anh chị mình thấy giá tốt rồi tranh thủ bên chốt đó. Em thấy có chị comment hỏi là mã 38, chị Trà My hỏi mã 38 có hộp không? Dạ có, những cái cốc sứ của em đều sẽ có cái hộp ở bên ngoài hết, để mà đảm bảo được cái việc là quá trình vận chuyển nó không có bị là bị đổ vỡ. Đúng rồi, bị đổ vỡ nha chị nha, yên tâm nha chị nha. Nên là thoải mái mình chốt đơn giùm em đi à, nhanh chóng bên chốt đơn. Chị thích ăn chân gà ăn đi. Trời, người ta ăn từ một chiếc chân gà chỉ còn có nửa chiếc không mà chị kêu ăn hết luôn à. Ăn có vậy luôn rồi, ngon rồi, ngon rồi. Mười anh chị vô chốt đơn. Mẹ ơi, thấy mẹ ăn ngon miệng quá, mấy anh chị chốt đơn quá rồi. Anh chị chốt đơn quá rồi luôn, thương mẹ tôi quá nè, lau miệng đi mẹ ơi. Chết rồi, mẹ hại con gái mẹ rồi. Không biết gì hết trơn mẹ ơi, trời ơi, con của mẹ mà. Rồi, hộp tặng quà ấy ạ. Dạ chị Trà My, cái hộp của nhà mình sẽ là cái hộp trơn trắng. Nếu như bây giờ thích tặng quà, chị có thể là mua thêm một cái nơ kẹp để mình đính kèm lên cái hộp quà, cái hộp ly sứ của mình nha. Chân gà cắt mỏng chưa xốp, cắt mỏng. Cái gì vậy bà nội? Dạ rồi ạ. Mình chỉ còn khui ra và ăn, khui ra và ăn. Đúng rồi, ai làm chân gà mà để móng chân nữa chị. Dạ, ơi đúng rồi. Kể cả chân gà mà còn nguyên xương nha thì vẫn còn lộn. Chân gà cho dù đã là còn nguyên xương thì cũng đã cắt móng chân, chân. Ok anh chị, okay, ơi. Ok anh chị mình ơi. Rồi vấn đề là sao, nói về giá cho em đi. Anh chị nào đang thích cái sản phẩm là như hai mẹ con em đang ăn là cái chân gà rút xương rồi á, combo 20 chiếc chân có hai vị tương thơm và chanh chua cay là 90k, ok chưa? Nhưng nếu như muốn hết ăn cái cảm giác mà cầm nguyên cái chân gà thì sao? Đây, 172k combo 40 chiếc chân gà về tay cho anh chị nha. Ok. Đó. Mẹ ơi, mẹ thêm thử cái địa chỉ giao hàng đi. Đây đây đây. Mẹ thêm ở Thủ Đức giùm em, giùm con cái. Anh chị mình lưu ý nè, mình sẽ thêm cái voucher trợ ship. Voucher trợ ship. Cho nên là mọi người lưu ý giùm em, tài khoản mình mà bị hết voucher trợ ship rồi thì mình đổi tài khoản. Ok không ạ? Ok. Nhớ nha. Thấy cái voucher cũng trời ơi, mẹ ơi tính ra là con ăn không cay được á, cái này nó hơi the the chút xíu nên là con cảm thấy là từ đúng không? Ngon. Mê nha. Rồi. Mê. Shop khui một cái nguyên cho con thử cái shop ơi, sợ lại còn mắc. Ok ok để em. Rồi thôi, chắc chanh chua cay. Mẹ ơi, để con. Đây, con là giùm mẹ đi. À, chanh chua chứ. Ok đây, mình không sao đâu mẹ, mình tự nhiên mà. Nha. Rồi. Ừ, uống dữ quá. À, rồi, bây giờ nè, đây cái chân gà của mình ở dưới này nè. Khui ra cho mấy chị nha. Trời ơi, sắp khui nguyên một cái chân coi thử coi còn sợ còn móng. Đây, khui cho anh chị coi còn móng không nha. Cho bạn đỏ chân gà không cay. Cho bạn đầm đỏ chân gà không cay. Dạ đây. Chua cay với tương nào ngon hơn hả? Ừ. Nếu vậy thì sự nha, nói cả hai vị á thì em là người đã trải nghiệm rồi, mẹ trải nghiệm hai vị rồi thì cả hai vị vị nào nó cũng ok, cũng nó có móng không anh ơi, anh dư giùm em coi nó có móng chân không, có anh chị hay thắc mắc là cái chân gà có móng giò không nè. Đây đó đó, có cái chóp nhưng mà nó không phải cái móng nha. Như cái gì vậy mẹ? Nó là cái phần thịt. Trời ơi, đã được làm rồi, vệ sinh thật là cút móng. Trời, nghe sợ không? Nói ghê quá à. Còn móng con nè. Ủa con mà tinh chuẩn luôn, nhìn thấy nè chứ là gì.
khoan, khoan nha. Còn mặt cọc này là... nhưng mà phải ăn thử biết rồi, chết rồi, phải ăn thử rồi. Để em ăn, trời ơi, cho em xin khăn ướt đi em ăn cho mọi người. Trời ơi, không sao cả. À đây, bạn này comment đúng nè, còn móng nhưng mà móc khóe rồi. Khoan, từ từ cái móng mà... À sao rồi? Còn móng mà lấy khóe. Nói chung là tôi ăn cái bà ơi. Trời ơi. Đây, 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 trời ơi. Mê nha. Sực sực giùm em cái đi. Ôi ơi. Ăn cái này nhiều collagen lắm nha mấy chị ơi. Nhớ cây nát nha. Móc khóe kỹ rồi, đúng rồi, chính xác. Đã móc khóe rất là kỹ rồi. Chỉ cần ăn, chỉ cần ăn. Đúng rồi, bây giờ mình chỉ cần bỏ cái hàng nè. Bấm mua không? Bấm mua luôn. Bấm mua xong, sao ạ? Mua cho em luôn, kể đây bấm mua cho em luôn. Mà mình chỉ cần men về nhà mình xé ra mình bẻ mình ăn thôi. Còn móng nha, em xin gọi là nói lại em nãy hai mẹ con xin lỗi là nó hết máu không phải, còn móng tuy nhiên là móc khỏe rồi, yên tâm, nó được vệ sinh một cách gọi là cũng như chế biến một cách là kỹ càng rồi, cũng như cái phần vị giác đó, cái phần khẩu vị đó để nêm nếm ok nha. Nên mình yên tâm ok chưa? Với cái việc mọi người lưu ý nè, tôi không ăn được cay, cho nên hồi nãy tôi ăn cái vị mà tương thơm á, tôi thấy nó hơi the chút xíu về có tiêu. Còn tôi ăn cái vị mà chanh chua nè, cái vị mà chanh chua cay thì tôi thấy là cái vị chua của nó vừa phải, đúng rồi, và cái vị cay của nó nhẹ hơn so với tương thơm nha. Ừ đúng rồi, lúc đầu em cũng tưởng chanh chua cay á, cái này là do khẩu vị rồi đó. Dạ chính xác. Nếu như là anh chị mình mà thích kiểu là ăn nhẹ hơn, không uống cay nhiều á, ăn chanh chua cay đi, ngon. Trời ơi, có anh chị hỏi nào giờ cái nào ngon, cái nào mình quên rồi. Dạ ủa tại sao mình phải lựa chọn trong khi chúng ta phải mua combo? Chính xác, mua combo anh chị ơi, ví dụ như cái combo mà cái chân gà full nha, chỉ có đúng một combo cho anh chị lựa chọn thôi, là combo 40 chân gà về tay, 20 tương thơm, 20 chanh chua cay. Anh chị mình trải nghiệm cả hai luôn. Cái hai vị này nó khác nhau là sao? Cái chanh chua cay cho trường hợp là anh chị mình thích ăn cái vị nó chanh chua một tí, nó xả tắc một chút thì có thể là chốt chanh chua cay. Nhưng mà sao mình thích cái vị đậm ngọt nè, cái vị tương đậm ngọt, đậm mặn mặn ngọt ngọt đó thì tương thơm làm tới cho em nha. Còn vấn đề cay hay không, cả hai chị em ngồi trên viên live đây không có ăn cay giỏi cả, ăn cay vừa vừa phải thôi. Cái sản phẩm này sao thật có the đúng không chị? Đúng rồi, nó the vừa phải thôi. Mình ăn tương thơm sẽ thấy là the cay cay hơn. Còn mình ăn tôm chua cay á, á lộn, mình ăn gà vị chua, vị chanh chua cay á, là mình sẽ thấy là cái vị cay nó nhẹ hơn á. Nên nếu mà mình có thể là mua cái combo này đi, là 40 cây mang về luôn, 40 cái chân gà mang về luôn, giá chỉ có là 172k. Mê ly không? Mê ly quá trời, trời phí ship cho anh chị luôn. Cái giá này kệ nha, cái giá này với em, tài khoản này em hết, em xăng xe quá trời rồi, em hết cái bả này rồi. Rồi ok cho chưa? Tâm dạ. Hồi nãy bỏ vào giỏ hàng, bây giờ chốt được hả shop? Chốt liền, chốt được cho ta hồi nãy. Chốt liền cho em đi, cái giá này hôm nãy là được hỗ trợ. Hỗ trợ tốt cho em về cho anh chị cái giá hồi nãy nhìn chị xem rồi đó, cái giá bây giờ đang hỗ trợ tốt về giá rồi nha. Mình cứ trên mình cứ là lên đơn lên đi điện tay rồi nãy giờ mẹ em lo mẹ em tư vấn cho mọi người quá, mẹ em bị trôi son rồi, ekip ơi cho mẹ miếng son bôi cho mẹ em dịu dịu tương ngon hơn bạn trước mình mua rồi. Rồi thật sự là về khẩu vị á, thật sự là về khẩu vị là khẩu vị có tùy anh chị thôi, nên là mọi người có thể trải nghiệm cả hai vị luôn khi mà chốt cho em cái mã số đang ghim lên nha. Ekip ơi chỉ giùm em con chị ra qua con gái em đi dành thử để em làm đẹp lại miếng. Đúng rồi, 172k thôi à, mọi người mang về cho em là 20 cái chân gà vị tương thơm và 20 cái chân gà vị chanh chua cay luôn. Tranh thủ lên đơn giùm em nha. Mẹ ơi ngon quá mê ly. Rẻ quá trời luôn, tranh thủ mình chốt đơn. Anh chị mình lưu ý nè, cái chân gà của nhà em thứ nhất là bự, thần thực dai dai ngon nha. Mình ăn ra nè, mình cắn ra nè. Nếu như mà anh chị mình thích có xương á, thích gặm gặm. Trời quá rẻ quá. Anh chị người nó mà thích mà cắn cắn giống em như vậy nè, gặm gặm vui vui thì mình mua cái mã đang ghim luôn, 40 cái chân gà mang về giá 172k, hai vị thoải mái, mình không cần phải lựa chọn quá nhiều. Tới đó có cả hai vị luôn, bữa nào thích ăn cay cay hơn xíu cái ăn tương thơm cho em, bữa nào mà thích ăn là chua chua the the nhẹ nhẹ thì ăn là vị chanh chua cay ha. Còn nếu như mà mình thích là ăn vị rút xương rút sẵn rồi, chỉ còn ăn thôi, không cần là phải gặm gặm giống như em mà khui ra ăn với cơm cũng được luôn, thì nhà em cũng có cái mã nha, 90k 20 chân, 90k 20 chân, ok không ạ? Trời ơi, nhìn chị ăn ngon quá em phải chốt liền chứ sao nữa. Cảm ơn chị Pinky, cảm ơn chị Pinky. Những cái gì mà chị đang thấy á là cái reaction thật sự của tụi em khi tụi em được ăn chân gà của Zabuno. Đó có sao là nói vậy, có ngon nói ngon, có mặn nói mặn, có ngọt nói ngọt, có không cay nói không cay, the the là có, chứ cây hỗn hào là không nha. Vấn đề là sao hôm nay anh chị nhận về tay cho em cái giá nè, nó hời, cái voucher ạt được nó tốt hơn nữa. Tiếp theo nữa là sao nhận về cho em cái sản phẩm chân gà nó vừa khẩu vị của mình, nó dịu, nó keo sao, ok chưa? Khi mà mình ăn những cái sản phẩm chân gà nè, em là một cái bạn có cái tì, nhưng em ăn những sản phẩm chân gà kiểu nội địa á chị, là lúc đó là sao, cái đầu tiên em ăn nha, nó bị dầu quá nhiều,
nó bị dầu. Cái thứ hai là gì, nó có vị hóa học. Nhưng mà yên tâm, hôm nay cái gà Gabono em nói chung là nó bị nhũn nhũn nữa mẹ. Đúng rồi, nó bị nhũn nhũn, chính xác, nó bị bở lắm chị. Ăn nó bở khó chịu vô cùng. Đúng rồi ạ. Nhưng mà sao, sản phẩm nhà Gabono là sản phẩm Việt Nam chất lượng cao đó chị mình ơi. Nên là khi nhận về cho em, cái khẩu vị vị giác của mình đã được nêm nếm theo cái vị giác Việt Nam rồi. Nên mình yên tâm thanh toán cho em, chốt đơn liền tay cho em nha. Okay. Nhận về cho em chỉ có ưng và ưng hơn thế thôi. Em thấy anh Dương comment nào hôm trước đặt một đơn rồi mà thật sự rất là thất vọng luôn vì đã không đặt sớm hơn. Thiệt sự luôn á. Mấy anh chị mà cứ đọc comment vậy chắc em lên máu sớm luôn. Thiệt sự luôn. Lúc mới đọc cái đoạn đầu tao nói là tao nói giật mình, nhưng mà thiệt sự đó. Anh chị ơi, mình mà quan tâm cái mọi người đánh giá về sản phẩm này sao, Gabono sao, cứ lướt comment cho em, nãy giờ trộm vía cho em là comment của mọi người á toàn đánh giá tốt không à. Hay là mình có thể xem phần đánh giá ở trong cái sản phẩm em đang ghim nha, đánh giá là 5 sao đi đùm mì hề thôi. Mọi người lưu ý nha, khúc này đang có voucher trợ giá tốt. Đang ghim mã lên à, thêm được voucher còn giá tốt thì nhanh chóng mình chốt đơn, chốt ngay giùm em. Góc trái màn hình nhà em có rất là nhiều voucher luôn nè, hơn 10 cái voucher lận. Mọi người lấy mã giùm em đi. Chỉ còn 10 điêu, chỉ còn 10 điêu. Nhà em chỉ còn 10 điêu với giá tốt thôi, nên anh chị mình quan tâm tranh thủ mình săn ngay giùm em, ok không ạ? Ok. Ngon quá mẹ dạ, ơi. Chị mình ơi, thật sự luôn á, những cái gì mà chị đang thấy á là những cái gì mà kiểu như biểu cảm chân thực của tụi em mang đến cho anh chị hết. Tại sao ạ? Nói chung là ở đây em có những hai đứa em đều là những cái khách hàng mà online thôi. Em cũng muốn mua cái sản phẩm với cái giá trị đơn hàng tốt lắm không nào. Nên hôm nay em ngồi đây em livestream, em cũng mong muốn là mọi người cũng mua được cái giá tốt như em đã được săn. Nên là sao ạ? Muốn săn xe là sao? Thứ nhất bác cho em nhiều tài khoản đi. Thứ hai là sao, chốt đơn liền tay trong phiên livestream, vì giá anh chị đang thấy là giá độc quyền thôi nha. Out phiên live cái em không có đảm bảo được cho anh chị là cái giá anh chị đang thấy là cái giá đúng. Trời ơi, trong cái thời gian là anh chị mà bỏ giá hàng mới mua là con gái em là ăn nãy giờ là gần xong cái chân gà. Còn có 10 điều thôi, quá nhiều. Cái chân gà thịt nó đầy. Đó, mình ăn chân gà. 8 điều, cuối cùng 8 điều. Cuối cùng em mời anh chị mình chốt đơn. Không mua hôm nay thì hôm nào mua đúng không ạ? Tí có sớm nhận cơ hội để sống hôm nay trộm vía nha. Trộm vía là đơn cái voucher nó chấn động dạ, chấn động giá là hú hồn hú vía nha. Nên sao, thấy cái giá 90k cho một combo 20 chân gà rút xương rồi tranh thủ mình chốt đơn. Anh chị hỏi em Gabono có vị gì? Có hai vị cho anh chị. Một là tương thơm, hai là chanh chua cay. Hỏi em vị nào ngon vị nào? Dạ em xin lỗi, em xin trả lời. Tại em thấy vị nào cũng ngon chứ. Đúng rồi. Bây giờ em sợ em nói hai cái anh chị nói em ba phải, nhưng mà không. Em lúc đầu nhá, em ăn vị tương thơm, em nói là tương thơm, em nghĩ là nó ngon hơn. Nhưng không, tới khi em ăn với chanh chua cay em thấy trời ơi, hai cái vị này nó cũng có cái nét riêng, cái nét đặc biệt riêng của em. Đúng đó rồi. Cả đó, chanh chua cay dành cho anh chị nào thích cái vị gọi là hương chanh, hương xả tắc một tí thì chanh chua cay làm tới. Còn ví dụ như mà muốn vị đậm, vị ngọt đó thì tương thơm ok chưa? Trời ơi mẹ ơi, mẹ nuôi con khéo quá trời luôn á. Vừa mới tới thăm mẹ cái là mẹ cho con ăn quá rồi, chân gà ngon nha. Nãy giờ gà không luôn. Cầm nhắm điêu, cuối cùng. Cuối cùng. Năm điều này gửi gắm đến cho anh chị nào mà đã săn được cái combo 20 chân gà rút xương rồi á, 290k để comment là đã săn. Còn nếu như mình thanh toán cho em được cái combo 172k combo 40 chân gà là hồi đó, comment cho em đã mua đã săn luôn nha. Okay. Để sao ạ? Em xác nhận đơn và ưu tiên đơn sớm cho anh chị mình luôn. Ok, ghim anh Quốc Anh đã săn. Trời ơi, ghim điêu lại một lần nữa cho anh chị mình tranh thủ chốt đơn ngay giùm em nha. Và 5, 4, 3, 2, 1 lên điêu. Em phát hiện ra chị làm gì rồi nha. Em phát hiện nãy giờ chị làm gì nha. Em quay thấy chị nhầm đó. Rồi, mình chốt combo 40 chân gà cộng 20 chân rút xương. Tuyệt vời. Trời ơi. Anh ơi anh, 10 điểm anh ơi anh. 10 điểm anh Quốc Anh mình săn sale. Siêu đỉnh. Trời ơi, ta nói luôn. Không mua hôm nay, hôm nào mua. Phiên like hết một cái là anh chị mình tiết hồi hộ thôi nha. Mà ngoài cái chân gà em đang ghim ra, em còn nhận mã số sản phẩm khác có thể hỗ trợ tốt về giá nữa. Miễn là mình cần gì cứ comment cho em, em hỗ trợ ghim điều tư vấn cho anh chị, ok chưa? Ok. Rồi, quay lại mã này, trời đặc sắc rồi. Nhưng mà em còn có 3 điều thôi, 3 điều cuối cùng, 3 điều cuối cùng. Em còn đúng 3 điều cuối cùng, mọi người mang về cho em cái combo nha. 20 cây chân gà vị tương thơm và 20 cây chân gà vị chanh chua cay luôn. Mua cái combo như vậy mình không cần phải lăn tăn suy nghĩ bữa nay ăn cái gì. Dạ đúng, đúng chính xác. 40 chân bao nhiêu vậy chị? Dạ 172k. À, thêm voucher được trợ giá tốt hơn cho em này. Zoom cận cảnh cho mọi người coi. Hồi nãy có anh chị chốt được cái mã này có 168k. Mà bây giờ có 172k thì ngại gì mình không chốt đúng không? 172k nhận về gì em ơi? Nhận về cho em là 20 chân gà tương thơm và 20 chân gà vị chanh chua cay. Nhận về cho em tất cả là 40 chân gà trải nghiệm đủ vị cho em nha. Và mình yên tâm, anh chị nào hỏi em là sản phẩm này có cay hay sao không? Không có cây hổn cây hào đâu, nó sẽ đặt the nhẹ nhẹ từ khoang miệng chị thay ga nha. Một cái nữa là cái gì ạ? Anh chị nào muốn cái sản phẩm mà có rút xương thì sao, em có cho anh chị luôn là combo 20 chân gà rút xương rồi là 90k nha. Có thể lựa chọn vị cho em tương thơm chanh chua cay hoặc là
thử cho em 10 chanh chua và 10 tương thơm luôn. Vị nào cũng ok hết. Nói em ba phải em chịu. Chứ thật sự luôn, vị nào ăn cũng dính cái miệng hết. Em chốt đơn cái mã này, thật sự em là khách hàng đã trải nghiệm rồi. Em chốt đơn cái mã này phải là 2 lần rồi. Đó, một lần em chốt đơn 20 chân là không đủ. Anh chị nói em là sao không có thiết kế cái mã là 5 chân hay 10 chân đi, không đủ anh chị mình ơi. Mình ăn vặt thôi mọi người, đã gọi là cái điều ăn vặt rồi, nó phải nhiều. Dạ, đúng ăn rồi. Một lần ăn quá trời nha, tranh thủ lên đơn giùm em đi, bởi vì còn có 3 điều cuối cùng với giá 172k thôi. Hai điều. Cưới cơ. Hai điều. Cưới cơ. Trời em chị. Anh chị mình. Chốt đơn. Mời các bạn chốt đơn. Em còn đúng là hai điều cuối cùng thôi. 100 sao chị sao mẹ cười. Thấy lúc cười. Nãy mình săn 40 chân con trời. Trời ơi. Cái góc trái màn hình có voucher, nhanh chóng lấy voucher. Đó, có bao nhiêu voucher lượm hết cho em. Mua hàng livestream, mua hàng online là phải sao? Thứ nhất xem vào giỏ hàng, bỏ sản phẩm vào giỏ hàng mình ôm ok cho. Cái thứ hai là có bao nhiêu voucher mình lượm hết để làm sao mình hạt vô được cái giá hỗ trợ tốt, ok chưa ạ? Ok. Có deal free ship không ạ? Thông cảm cho em nhé. Hôm nay sẽ không có deal free ship cho mình, nhưng có hộp deal hỗ trợ phí ship. Dạ có hỗ trợ phí nhưng mà ship nhà em mình. Thấy nãy giờ đa số các anh chị mình chốt đơn trong livestream của Tết Tóc Sóc Nhà Cửa và Đời Sống. Cái voucher trợ ship hầu như thành miễn ship luôn. Ừ. Nên là được trợ giá rất tốt. Anh chị mình nhớ là lấy voucher trợ giá giùm em. Mỗi tài khoản mỗi tuần mình sẽ có một số lượng voucher trợ ship nhất định. Nếu như tài khoản này mình hết thì mình đổi tài khoản. Ok không ạ? Ok nha. Thì sợ luôn, không mua hôm nay thì hôm nào mua. Nãy giờ tụi em á như là review chân thật cho anh chị hết, có sao nói vậy. Ok chưa ạ? Muốn có chân gà rút xương, có gà rút xương, muốn chân gà còn xương còn mỏng mà đã bóc khóe rồi cũng có cho anh chị luôn nha. Combo 20 chân là sao? Combo 20 chân nhận về cho em là 20 chân gà rút xương rồi và anh chị được lựa chọn vị, ok chưa? Okay. Còn có em có một cái mã mà nếu anh chị muốn thích cái sản phẩm là mình cầm được luôn đó thì có combo 40 chân cho anh chị nha. 20 chân tương thơm và 20 chân chanh chua cay. Dạ. Rồi, anh chị nào đang quan tâm cái gì hay là đang cũng như là đang ưng sản phẩm Gabuno á, cứ cho em một comment. Còn mình đã săn, đã chốt thành công rồi, quay lại comment cho em là đã mua. Để làm gì ạ? Em các em ngồi đây xác nhận đơn, ưu tiên đơn sớm và đủ hàng. Anh chị mình ơi, voucher đang rút dần cho mình nữa. Và cũng như là voucher chỉ có trong phiên livestream thôi. Nên sao? Khi mà em up là một cái coi như là quà và deal của anh chị đang thấy đó, sẽ xuống theo em luôn. Game lên cái combo 40 chân một lần nữa cho anh chị nè. Anh Rái Cá, anh Vakire tranh thủ mình. Chốt đơn. Bấm vào giùm em. Bấm một cái mã đang ghim lên á. Mọi người nhấn một cái mã đang ghim lên, sau đó mọi người chọn giùm em nha. Đây, bấm chữ mua ngay nè. Ok không? Bấm mua okay. Ngay một cái là có sẵn hai vị luôn chứ không có lẻ riêng được, không cảm giùm em. Mình chốt một cái là cả hai vị luôn. Anh ơi, anh Varie nhanh chóng mình. Chốt đơn. Xin thôi thông cảm giùm em nha. Với cái mã này á, mình chốt đơn mình sẽ có cả hai vị luôn. 20 cây chân gà vị chanh chua cay và 20 cái chân gà vị tương thơm nha. Một cái combo như vậy có cả hai vị luôn. Trải nghiệm hết giùm em chỉ với giá 172k. Em mời anh chị chốt đơn. Trời thì sợ lên chị mình ơi. Nếu như mà chị hỏi em á là muốn trải nghiệm cho em cái khoảng mà 5 đến 10 chân không có đủ, không bao giờ là đủ với 5 10 chân cả. Thì tức là đây là món quà ăn vặt. Cái thứ hai là sao, nó dính cái miệng thật sự. Nó dính cái lại miệng chị ơi. Nên là 20 chân á em nghĩ là anh chị ăn hả, chưa tới một tuần là hết. Trời nãy giờ nó mẹ thấy không, con còn ăn hoài luôn. Ngồi mình cứ 20 chân 20 chân trong khi đúng rồi. Hai mẹ con em ngồi nãy giờ chưa được nửa tiếng. Tranh cứ 20 chân 20 chân. Nên là tranh thủ chốt liền giùm em nha mọi người nha. 20 mỗi vị, 20 là 20 cây mỗi vị. Đảm quá à. Với mã nhà em đang ghim lên, mọi người bấm vào một phát là mọi người chốt được cả hai vị luôn. Vừa có chân gà vị chanh chua cay, vừa có vị tương thơm nha. Rồi, how do you have a account call? Natalie. Hi Natalie, hello. Natalie, you are by this. Hôm nay cái gì vậy bà nội? Ok, ok. Rồi, bà... Trời ơi, không có. Chúng ta cùng nhau ở đây mà. Không có. Rồi, lần khoan, chị Vân Vân hỏi là bầu ăn có được hay không? Được. Chị ơi, các sản phẩm mà ăn được hay không mình phải coi là mình có dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm hay không. Nếu như mà chị không dị ứng bất kỳ thành phần nào mình vẫn ăn được bình thường nha chị nha. Ok không chị? Okay. Tranh thủ mình chốt đơn. Nếu như mình không có dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm thì mình vẫn ăn được, thì đây cũng giống như là một món quà ăn vặt vậy đó. Dạ, thật sự luôn, mà cái thời điểm mà chị em chị mang thai chị ăn vặt nhiều lắm. Những cái món mà đó giờ chị không bao giờ đụng tới luôn, ví dụ như là canh khoai mỡ đó. Hồi đó giờ đâu bao giờ ăn đâu, tự nhiên chỉ có em bé cái chị thèm ăn canh khoai mỡ. Đúng. Đã ăn bao giờ đâu mà thèm, hay ghê. Hay thiệt chứ. Ừ, đó là lý do nha mọi người. Nên là nếu như chị gặp bất kỳ cái vấn đề gì, nếu như là chị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm thì mới không ăn thôi. Còn nếu không chị vẫn mua bình thường chị nha. Tranh thủ chốt đơn. Dạ rồi, cay nhiều không ạ? Cái gu của em là ăn cay không được rồi đó. Dạ đúng rồi, em cũng vậy. Em không biết ăn cay. Nhưng mà đó, mẹ cũng không được luôn. Mẹ không ăn cay, tại mẹ không ăn cay nên con mới không ăn cay đó con ơi. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ là mẹ chồng mà. Vậy hèn chứ hai mẹ con mình hợp nhau. Hợp nhau, mình gặp nhau là cái duyên đó con.
Nè, okay, mọi người lưu ý nha, hai mẹ con em đều không ăn được cay. Nhưng mà nếu như mọi người ăn cay á, thì đây, trong này sẽ có cái vị tương thơm, sẽ cay hơn cái vị chanh chua cay nha. Đúng, đúng. Cái vị chanh chua cay nó sẽ cay, cũng là cay the the, cay nhẹ nhàng. Còn chanh chua cay nó sẽ là, còn cái vị mà cay tương thơm nó sẽ là cay nhiều hơn. Nên là nếu như mọi người cái gu mà ăn cay không có nhiều á, thì mọi người ăn giùm em cái vị vị chanh chua cay. Còn nếu như cái gu mọi người là cay nhiều, thì mọi người ăn giùm em là cái vị tương thơm nha, ok không? Ok, dạ rồi. Dạ, bên kia kính theo đàn thấy nhận. Cái gì? Tôi comment đi chị ơi. Vậy là hai vị đó có cay không? Như nãy em vừa nói luôn đó, hai cả hai đứa em đều là người không ăn cay giỏi. Nên là sao ạ? Em vẫn ăn một cách vô tư. Nó sẽ có vị the, the vừa vừa trong khoang họng mà thay ra, chứ không có cay hổn cái hào, nên mình yên tâm nha. Nhưng mà riêng chị nào mà muốn có vị như là kiểu như là cay đậm hơn thì có thể trải nghiệm thương thơm. Còn chanh chua cay, mấy chữ cay vậy thôi chứ the the thôi nha. Đúng dạ rồi. Tính ra là em không ăn cay được, nhưng em chỉ cảm thấy cái vị là cay the the nhẹ nhàng thôi, và không còn bị lưu lại quá lâu trong khoang miệng đâu. Tính ra bây giờ uống nước cái là hết luôn á. Nên mọi người cứ yên tâm, tranh thủ mình chốt đơn nha. Cơ mà có giá tốt không ạ? Tốt. Mời anh chị chốt đơn nhanh chóng, chốt đơn liền tay cho em vừa có rút xương vừa có cả có xương cho mọi người thích gặm luôn. Đúng như xác. Chị em thấy là bị tẩm mấy cái hóa chất mẹ em không cho ăn. U là la, u là la, hàng Việt Nam chất lượng cao. Đây, trong đây nha, mọi người có thể coi cái bảng thành phần trong đây là gồm cho em là trời 95% là chân gà rồi. Dạ đúng rồi. Còn 5% là chanh, muối ăn, đường, ớt nha mọi người nha. Yên tâm tin tưởng sử dụng giùm nhà em và để lại cho em comment là đã mua ngay bên dưới giùm em ha. Đây, ở đây chỉ có một cái số lưu ý, như ví dụ như là không sử dụng sản phẩm khi túi bị hỏng hoặc phồng do không khí. Có nghĩa là khi mọi người nhìn thấy bất kỳ cái hình không có ép vui nữa. Đúng, nó không có được rút chân không, và hình ảnh cái túi nó bị bất kỳ cái vấn đề gì bất thường, bị nhũn, bị nhão. Không sử dụng cho em, có nghĩa là trong cái quá trình vận chuyển bảo quản nó bị gặp vấn đề rồi. Còn nếu như là nhà mình mà có em bé, đối với cái sản phẩm này nè, cái sản phẩm có xương, thì khi mà trẻ mình cho mấy bé nhỏ nhỏ trong nhà mình ăn á, thì trong cái quá trình bé sử dụng phải có cái sự quan sát của người lớn kế bên. Dạ nha, đúng anh chị ha. Dạ rồi. Có mã ít hơn không chị? Dạ chị Minh ơi, thông cảm cho em, không có cái mã ít hơn số lượng 20 nha. Ít nhất hiện tại là mã 20 chân. 20 chân gà rút xương về tay cho anh chị làm, có thể chọn vị cho em. Một là tương thơm, hai là chanh chua cay, ba là có thể chọn giữa cả hai vị đó tích hợp lại là mỗi chân là 10. Còn hôm nay em đang ghi cho mình là combo 40 chân, ok chưa? Rồi Rái Cá ơi, Rái Cá, nếu như Rái Cá muốn ăn cay nhiều quá, Rái Cá chọn cho em combo 20. Nha, combo mà 20 chân mang về cho em là sẽ là vị rút xương. Tranh thủ chốt đơn liền giùm em đi nha. Nếu như mọi người muốn chọn cái vị cay nhiều hơn hay cay ít hơn thì mọi người chọn cho em cái đi đăng ghim lên mã số 18 nha. 90k. Ờ 90k đúng rồi. Đúng không? 90k. Chính xác, 90k cho vị tương thơm. Ủa 95. À 95k đúng chị. 95k cho vị tương thơm. Ủa vậy chốt liền. Hồi nãy nhà em là có cái voucher nha, bây giờ là voucher đang vơi dần rồi. Dạ, khúc này vẫn còn 95k, giá rất tốt cho 20 cái chân, nhanh chóng lên. Chốt đơn. Có mọi xương á? Có xương thì không chọn được, không cảm giùm em. Có xương thì mình trải nghiệm được cả hai vị, nghĩa là 20 chân gà có xương vị chanh chua cay và 20 gà có xương vị tương thơm. Tuy nhiên là nói thiệt sự luôn, nói về độ và cay nhiều hay không á, thể thay theo vừa đủ, nhưng mà mình thích tương thơm thì mình có thể là ăn tương thơm cho em. Nhưng mà chanh chua cay nó cũng ngon, dính mồi lắm nha anh chị mình ơi. Trời ơi, Melly có thêm có thêm một lon Pepsi cái bên nữa, 10 điểm không mẹ? Quá 10 điểm luôn, và mãi với xin chị mình ơi. Yes. Trong cái giỏ hàng đang được hỗ trợ tốt về giá. Cái thứ hai là có một vài sản phẩm là mua là có quà nữa. Nên hôm nay anh chị mình đang muốn cái sản phẩm là sao? Nước ngon mồi bán. Chốt cho em sản phẩm là Gabuno cũng như Pepsi làm tới cho em nha. Có nước ngon là Pepsi, có mồi bán là Gabuno. Trời ơi, ta nói tối nay hai chị em mình coi, hai mẹ con mình coi đá băm, ta nói tuyệt của mèo. 10 điểm nha anh chị ơi. Tranh thủ chốt đơn. Mọi người lưu ý nào muốn mua có xương thì chốt liền cho em mã 40 chân. Mix cả hai vị luôn, vừa có cho em vị tương thơm, vừa có cho em vị chanh chua cay nha. Còn nếu như muốn ăn rút xương cho tiện, dễ khui ra cái ăn liền mẹ ơi. Đâu. Mình đỡ mất công, mình quẹt quẹt xong rồi mình ăn nữa chừng cái mình cầm điện thoại mình bấm mất công lắm á. Thì đây có cả rút xương luôn cho mọi người. Combo 20 chân, chọn vị khác nhau, chọn mix vị cũng có, chọn lẻ vị cũng có luôn cho em nha. Tranh thủ chốt đơn. Lưu ý nào, xin thêm được 10 deal từ nhãn hàng thôi. Thấy anh chị mình chốt đơn dữ quá, xin thêm được 10 deal thôi mà bây giờ vơi xuống còn có 7 deal à. 7 deal cuối cùng, 7 deal cuối cùng. Anh chị mình quan tâm nhanh chóng, mình chốt đơn ngay giúp em, ok không ạ? Ok. Rồi, anh chị năm điều cuối cùng, năm điều cuối cùng, còn có năm điều cuối cùng thôi anh chị ơi, tranh thủ nha. Mình chốt đơn xong để lại liền cho em comment là đã mua. Nhà em xác nhận đơn hàng, ưu tiên đi đơn sớm cho anh chị. Còn nếu như không á, hai nhà em qua mã một cái, qua brand một cái là khỏi. Dạ khỏi là khỏi luôn. Ổn hồi hội nha, đúng vậy. Cho nên tranh thủ mình săn điều ngay giúp em nha. Một phút nữa nhà em qua điêu. Một phút nữa là nhà em qua điêu rồi. Anh chị đã quan tâm tới dòng sản phẩm của nhà Gabuno. Rút xương có không? Có. Nguyên xương có không? Có luôn.